Chay ơi. Chay cậu. Chay đi chơi. Chay ơi. Costco. Con mèo. Mèo. Chi. Chi đâu? Không phải. Đâu phải chi sao? Trời ơi, nó nhìn nó chi. Con nói đi, đi chơi. Yeah. Vui quá. Yeah. Vui quá, vui. Yeah. Mẹ. Wow. Mẹ ơi. Vui quá. Đi về quá. Đúng rồi. Giày đẹp. Nói đi, giày đẹp. Candy. Candy. What you say? Con nói gì? Kẹo. Kẹo. Ngon quá. Ngon quá. Ăn không? Ăn. Mẹ ơi. Ơi. Mẹ. Mẹ ơi. Ơi. Ngoại ơi. Ơi. Ba Bảo. Ba Bảo. Mẹ Ngân. Lê Lê. Úc ơi. Ơi. Apple John. Apple John. Apple John. Daddy. Daddy. Ông ngoại. Ngoại. Giỏi quá. Vincent. Vincent. Bali. Bali. Cô chú. You. I love you. I love you. You. Bữa nay nói như sao con nói? Nói như Lê. Sáo. Sáo. Đúng rồi. Có xạo không? Xạo. Xạo hả? Con thương mẹ để đâu? Ừ. Thương mẹ để đâu? Thương mẹ để ở đâu á hả? Thương ngoại để đâu? Ngoại. Thương Út để đâu? Út. Thương Út để bên đó đó hả? Tim đâu? Trái tim đâu? Chỉ mẹ coi. Trái tim đâu? Phải trái tim chay nằm đâu? Trái tim chay đang nằm đây nè. Đó, trái tim nằm đó đó. Con nói đi. Money. Money. Tiền. Tiền là. Tiền đâu? Tiền đâu? Tiền không? Có tiền không? Có tiền không? Có tiền không? Ơi, bây giờ mẹ dẫn chay đi công viên chơi nè, chay rất là vui luôn. Cái công viên gần nhà 10 bữa giờ đó cô chú. Mà hả, bây giờ mỗi lần đi ngang qua công viên là nó biết cái công viên liền, nó chỉ vô liền. Rồi, chơi đi con. À. Em và em thích đi công viên lắm cô chú ơi. Còn mấy ngày nữa. Hết ấm rồi. Nên giờ tranh thủ cho em đi được bao nhiêu đi. Hết chơi ha. Yeah. Vui không? À, nhìn mẹ cô chú cho tấm hình này lên, nhìn đây, cháy. Nó đang nhìn cái bóng của nó đó. Nó đang nhìn cái bóng của nó đó. Vui quá. Đã không, đã không? Vui không, vui không? À, vô đây chơi một chút đi hết con ha. Còn có mấy ngày này nó ấm nữa đâu. Cuộc sống còn có bao lâu bận hờn hả cha? À. Cô chú mỗi lần mà đi qua cái công viên này là chạy xe ngang qua là nó chỉ vô, nó la, nó cười vậy đó. Đã quá cha ơi. Sơn móng tay điệu nghệ lắm, bàn sơn bàn không. Ừ. Chỉ có chơi xì cay thôi, xì dơ thôi chứ còn không ai thầy chịu thua rồi. Nay cột đầu tóc thấy ghét không? Xuống hả? À, xuống hả? À. Xuống, dừng lại để mẹ dừng lại nha. Rồi, đây mẹ nắm tay. Nhảy xuống. Giỏi quá. Rồi đi chơi cái khác đi. Tự kiếm cái khác chơi đi. Thích gì chơi đó chơi. Nhà mình không có gì ngoài điều kiện hết con. Thích gì chơi đó. Công viên là con mẹ nói là thải cánh cò bay cho con bay. Ưng chi chơi đó đi con. Gì vậy? Thôi cái đó nước dơ đó, đừng có vô làm chi. Đừng vô đó làm chi. Nhắm nó vô làm chi vậy? Cái bóng của con đó. Bóng băng băng đó. Mới vừa mưa xong nên là trong đây rất là ngập nước. Mấy chị kia cũng được người thân dẫn đi chơi. Con đường màu hồng nó với chia đi, nó toàn là lựa con đường nước chứ sỏi đá rồi không. Đi con. Đi con. Ê, đi cái con đường đàng hoàng thấy chưa, mẹ nói mà. Ở ngoài sao không đi không biết. À. Say hi. Coi chừng nghe. Thấy bạn gì vô chơi với bạn. Mà ai ngờ người ta đâu đếm xỉa tới đó. Người ta thấy nó, người ta trốn không. Chơi. Where you going, chị đi. Chơi đâu ta?
Cướp à. Chị đâu ta? Chị đâu ta? Chị đâu ta? Lên nó làm gì vậy? Để cho nó vô đây cho nó tiêu hao bớt năng lượng. Chứ con người năng lượng tràn trề lắm. Em bé gì mà năng lượng tràn trề lắm. Rồi, cô chú thấy nó vui chưa? Chà, đi lên đây làm gì đây? Tụt cầu tuột hay gì? Đây có cầu tuột không? Không có, lên đây là chỉ đi nhìn ngắm thế giới bên ngoài thôi chứ không có cầu tuột. Thôi, đừng giùm. Cái đó là cái cầu thang ta leo lên đó, đừng có chơi mấy cái này giùm đó. Vui lắm. Ngồi xuống con, ngồi xuống đàng hoàng. Đây nè, con đi xuống đường này nè. Con đi xuống đàng hoàng nha. Nắm tay mẹ không? Tay mẹ ha. Đó. Xuống từ từ thôi. Từ từ. Con đường gập ghềnh lắm con. Đó. Xuống. Đúng rồi, say thank you mommy. Con cảm ơn mẹ đi. Mẹ đã dắt tay con qua bao nhiêu chướng ngại vật. Giờ lên lại. Thôi vậy, thôi đi xuống đi, mẹ nắm tay mẹ. Say thank you. Yes. Trời ơi, người ta la mà bà tưởng kêu bà yes. Yeah. Cũng tưởng tượng được dữ. Rất là thích tưởng tượng. Em bé có đầu óc rất là phong phú. Ê, nước. Thấy chưa? Chạy lo nhìn trời, nhìn mây, ngắm đất rồi không? Nhô. Vô lý không? Nước đó. Đứng hình 5 giây. Hả? Nước, con nói đi nước. Con muốn leo không? Con leo cái đó đi. Leo lên. Không phải, leo vậy nè, mẹ chỉ cho. Leo nè. Đó, leo vậy đó. Leo không? Leo đi. Đúng rồi. Ủa, chú thấy chưa? Đó. Wow. Good job, JD. Lên bật nữa. Nhóm lên. Lấy cái chân này nè, bỏ lên. Bỏ cái chân này, bỏ lên đây. Đúng rồi, bỏ lên. Ráng lên con. Ráng lên. Hả, tới đó là hết cửa rồi hả? Lên tới một bậc thôi hả? Cái level chưa tới. Thôi, bây giờ đẳng cấp nó chưa tới, chỉ đợi được một bậc thôi cô chú ơi. Dữ không? Dữ ghê. Chua qua đó, chua qua. Làm bộ chua đi cháy, làm bộ chua qua đi. Có vừa không? Chua qua cái lỗ này nè. Chua có vừa không? Trời ơi, tôi nói giỡn mà làm thiệt luôn. Nó biết cái chữ chui tiếng Việt là cái gì luôn, thấy không cô chú? Trời đất ơi. Yeah. Good job, JD. High five. Hôm nay trời quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Nắng không nắng mà lạnh không lạnh. Ôi ơi, cái thời tiết này đã đời. Về lại chơi với mấy anh mấy chị đi con. Ê mẹ, nắm tay mẹ. Mẹ. Đúng rồi. Coi chừng nha. Chui qua, đúng rồi. Cuộc đời Ngọc là thấy, Ngọc thấy từ khi sinh chay ra là Ngọc lúc nào cũng là đứng phía sau một cô gái. Phía sau để cầm cái máy camera. Hồi bữa Ngọc có nói một lần rồi đó. Phía sau một cô gái là có một người mẹ ăn rồi cứ cầm camera nói nhảm. Không ai biết đang nói gì. JD, we can go to another one, JD. You want to go in this one?
hôn mami hen. U nhảy luôn dữ chưa. Đây nè, đi lên cái cây nè con, đi vậy nè mẹ chỉ nè. Cái cây này đi vậy nè, đó, đi vậy nè, đi. Đi, đi, đó con đi giống mẹ đi. Đúng rồi, cái cây này để đi vậy đó con. Con đi không được thì mẹ nắm tay con. Tập 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 thăng bằng đó, cái này là tập thăng bằng nè, con tập đi coi. Rồi, đi coi. Ha, nắm tay mẹ đi. Thấy chưa cô chú? Từ từ, từ từ thôi. Chưa đi đã chạy rồi. Yeah. Rồi bây giờ con tự làm nha. Can you go by yourself now? No, hold on, hold on, hold on. Hold on, hold on. Ok, go by yourself. Tự đi đi con. Tự đi 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 với mẹ nè. Mẹ đi đi với mẹ nè. Đi. Đi, đi với mẹ nè. Thôi đừng đi 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 đi, come here. Lại đây, lại đây, lại đây. Gần gần mẹ chút. Đi đi. Nắm tay. Nhát quá. Đó, có mẹ nắm tay thì nó đi như chạy vậy đó. Oops. Đủ trò. Nó sàng qua bên này, nó sàng qua bên kia. Hay quá, mẹ có cái tưởng dẫn dẫn chạy đi công viên chạy vui quá, chạy vui luôn cô chú. Trời ơi, còn bà này nữa không mang dép là một chút nữa nó đứt chân. Mang giày cho chay là chắc cứu nhất rồi. Đi đây đây. Chạy đi cô ạ. Lên đi con. Let her go up first. Yeah. Now you can go up. Where's she going? Where's she going? She's just going where you're going. Where's she go? Where go? Who, Grandma? Where's she go? Where's she go? The side watch. Watch her come out the other side. Oh, she's coming back to her mom. There she is. Where'd she go? She went through the tunnel. You don't like the tunnel. Where's she going there? I'm down there. Yeah, she's out here. What? Okay, we'll be here. Where'd she go? Am I doing lamb? Where'd she go, Grandpa? Who? Where'd she go? Here, your hand. You wanna go down? Yeah. Yeah, hold on, hold on. Let mommy go down first. Ok, go down. Go down, go down. What? Oh, do. She's running. She's underneath. Oh. There she is. No, it's just one little girl. You let her up. Move away so she can get up. There she goes. Hi. Say hi, JD. Can you say hi? Giữ ta đu đu mẹ coi coi, đu đu mẹ coi coi. Đi đu đưa cho mẹ coi coi. Lúc chơi hết mình, lúc về hết sức coi. Trời ơi, đã ta. Trời ơi, đúng luôn á, đu cái này là lúc chơi hết mình, lúc về hết sức nè. Nó chạy miết rồi đó. Rồi chạy về giết bạn về hết rồi, cũng còn mình nó ra đây nè. Nó nghe nè, thôi bạn về rồi mình về luôn đi con. Tới đây đâu còn ai chơi đâu. Rồi còn cái này chưa đi phải không? Chứ này chưa đi, gắn đi hết nha. Chứ bây giờ là bạn về hết rồi đó. Bạn kéo nhau, bạn về hết rồi đó. Cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận thôi. Trời, nó làm như cầu trượt vậy. Đi chơi cầu trượt không? Mày lại mày lên kia mẹ con chơi cầu trượt nè. Chơi không? Đi lại chơi cầu trượt đi lại. Đâu á? Ờ no.